Xin chào, hôm nay con tự nhiên xin giới thiệu đến gia đình mình một chiếc tủ giày. Chiếc tủ giày được thiết kế với khung nâu phối cánh trắng, với chiều cao là 2m45, ngang 1m và sâu 34. Ở dưới này chúng ta có thể thấy được là 5 tầng. 5 tầng này thì gia đình mình có thể để được từ 20 đến 25 đôi giày dép tùy vào kích thước lớn bé, cũng được chia làm các ngăn khác nhau. Thì gia đình mình có thể tận dụng để những cái bộ tách ly á, ít dùng tới, hoặc là các chị em phụ nữ có sưu tập những cái túi xách hàng hiệu á, thì chị em mình có thể cất giữ nó lên trên này. Dạ, ở trên này thì gia đình mình có thể để những cái hồ sơ, giấy tờ. Và ở đây có thể để những chiếc mũ bảo hiểm hoặc là những chiếc áo mưa. Có ba cái khung như vậy thì gia đình mình có thể để những cái chiếc bình hoa hoặc là những cái con gấu bông. Sản phẩm bên em là sản phẩm chống nước tuyệt đối, chống mối mọt và chống ẩm mốc. Thì gia đình mình quan tâm để liên hệ đến số điện thoại 0905 102 845. Địa chỉ là cửa hàng trưng bày tại số 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Xin cảm ơn.